Xin chào mọi người đã quay trở lại với hệ thống xe điện xe máy 50cc Zolo Việt Nam, địa chỉ tại 102 Bà Triệu, Hà Nội. Hôm nay em sẽ cập nhật cái mức giá mới nhất của các mẫu xe ga 50cc này, xe máy điện, xe điện cũng như là xe cúp 50cc có tại cửa hàng. Mọi người cùng bắt đầu đi theo em nhé. Thì đầu tiên bên em đang bày bên ngoài này ba mẫu xe ga 50cc kiểu dạng Vespa đến từ ba thương hiệu khác nhau. Bên trong này là mẫu New Sima Plus bản đèn vuông với giá là 21.900. Bên cạnh này là mẫu Dival Pansy XS với mức giá là 23.900. Còn ngoài cùng này là mẫu đến từ thương hiệu Decabyte, Decaroma Edic với giá là 22.900. Thì trong ba mẫu xe này thì cái động cơ của cái xe Dival Pansy XS này và cái động cơ của xe Decabyte Roma Edic thì là chất lượng cái về phần độ êm thì em khi mà test ấy, thì em cảm thấy là nó cũng tương đương nhau, nhưng mà về cái phần trang bị cũng trang bị cũng như là cái chất lượng linh kiện lắp trên xe thì bọn em đánh giá là của cái hãng Dival Pansy XS nó sẽ chất lượng hơn. Thì em cũng khuyên mọi người là cũng nên chọn cái mẫu Dival Pansy XS này, nó cao hơn hai cái mẫu xe này, giá nó cũng tầm khoảng 1-2 triệu thôi, nhưng mà cái chất lượng khi mà mọi người đi thử ấy thì nó sẽ khác hẳn luôn đấy. Ở đằng sau này bên em đang bày là các xe K50cc kiểu dáng xe là kiểu dáng xe Crea. Thì hiện tại dáng xe Crea này bên em đang có 3 mẫu khác nhau cũng đến từ 3 thương hiệu khác nhau. Hiện tại ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là kiểu dáng xe thì giống y hệt nhau, nhưng mà cái thương hiệu cũng như là cái mức giá này nó sẽ khác nhau thêm nữa là về phần chất lượng và những trang bị trên xe. Thì như mọi người đây nhìn thấy ở đây, đây là mẫu xe Dival Career đến từ của cái thương hiệu Dival. Thì xe này có mức giá là bên đang bán là 23.990.000. Còn mức giá của cái mẫu xe Crea Vinsky này, Vinsky là một cái thương hiệu mới, thì mức giá của nó rẻ hơn, giá của nó là 21 triệu. Thì như mọi người có thể nhìn thấy ở đây là hai mẫu xe này thiết kế nó giống nhau, nhưng mà có những cái chi tiết nhỏ trên xe mà nó làm cho cái giá thành của nó khác nhau. Ví dụ như là cái phần công tắc ở đây của cái xe Dival này nó sẽ khác với cả cái mẫu của cái công tắc của cái xe Crea Vinsky. Thì mọi người có thể nhìn thấy bằng mắt thường luôn là cái công tắc của cái xe Dival Crea này nó sẽ đẹp hơn và trông nó thẩm mỹ hơn là cái, và trông nó cũng xịn hơn là cái của cái xe Crea Vinsky. Đấy, thì mọi người có thể phân biệt bằng mắt thường. Còn em chưa nói đến là cái động cơ, thì cái động cơ của hai xe này thì cái động cơ của Dival thì bao giờ là nó cũng là tốt hơn và nó êm hơn rõ rệt. Nếu khi mọi người đến mua xe ấy, thì bên em thường là cho mọi người đi thử để mọi người có thể phân biệt được là giữa hai mẫu xe này nó sẽ khác nhau những cái gì. Thì khi mọi người đi thử thì mọi người sẽ nhận ra ngay là cái xe Dival này nó sẽ êm hơn và nó chất lượng hơn rất là nhiều. Đấy, thì không phải là nó tuy là giống nhau, không phải giống nhau về kiểu dáng thôi, nhưng mà cái chất lượng và cái giá bán nó sẽ khác nhau, chứ không phải là xe nào nó cũng giống xe nào đâu mọi người nhá. Ở phía dưới này bên em đang bày các mẫu xe của cũng là Vespa, dưới này là hai mẫu xe Vespa của hãng Dival. Có phiên bản màu xanh này rất là đẹp, màu xanh này màu xanh mới. Và đây là màu ghi sần cũng rất là đẹp. Thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái mẫu xe đến từ thương hiệu Kymco. Thì Kymco là thương hiệu xe của Đài Loan, họ lắp ráp ở trong mình là có nhà máy lắp ráp ở tại Việt Nam. Họ cho ra những cái mẫu xe nó có thể nói là chất lượng nhất trong cái phân khúc xe ga 50cc ở tại thị trường Việt Nam. Thì bên em đang có cái mẫu xe Kymco Candy Hermosa phiên bản đặc biệt màu xanh sần với giá bán là 26 triệu. Còn bên này là chiếc Kymco Candy Kymco Light 50cc với giá bán là 26.200. Đây đều là hai cái phiên bản đặc biệt, phiên bản đắt nhất của mẫu xe Kymco Candy Hermosa và Kymco Light. Thì hai cái mẫu xe này nó còn một cái phiên bản rẻ hơn một chút, đó là phiên bản màu trắng và màu đen và màu ghi, thì giá của nó là 25.100. Còn cái mẫu xe Kymco Light này cũng thế, nó cũng có một cái phiên bản thấp hơn, nó là phiên bản thấp hơn thôi, nhưng mà nó chỉ khác nhau về cái màu sắc thôi. Thì giá của màu sắc của chiếc xe màu trắng và màu đỏ là 25.100. Thì hai cái mẫu xe này thì nó, nếu mà để so sánh chất lượng thì nó cũng phải ngang ngửa với các xe Honda, nhưng mà tuy nhiên thì cái giá thành của nó thì khá là cao và cái phí đăng ký của nó cũng khá là cao, nên là mọi người cũng phải cân nhắc trước khi ra quyết định mua xe. Vừa rồi thì em có cập nhật trong các mức giá của xe ga 50cc có tại cửa hàng, thì mới đây em mới có cái video về top 4 mẫu xe ga 50cc dành cho học sinh. Thì nếu như mọi người có quan tâm thì em sẽ để video ở đây và phần link mô tả bên dưới phần bình luận nhé. Tiếp theo thì em sẽ cập nhật cho mọi người các mức giá của mẫu xe cúp 50cc có tại cửa hàng.
Thì đầu tiên đây là cái mẫu xe coupe Lifan New 2022. Thì đây là chiếc xe mà có cái kiểu dáng mới. Thì bên mọi người có thể nhìn thấy phần đầu cái phần bánh xe, phần vành xe là vành nan đúc. Thì cái này là có hai tùy chọn, mọi người có thể chọn là vành nan hoa hoặc là vành nan đúc như này cũng được. Nhưng mà theo em thì cái xe này nó sẽ hợp hơn với là cái vành nan đúc này, trông nó rất là đẹp, trông nó rất là khỏe khoắn. Cái thứ hai là về hệ thống đèn. Thì đèn của xe này là sử dụng là đèn pha LED 2 tầng, rất là sáng. Em sẽ bật thử cho mọi người xem. Đây, đèn pha LED 2 tầng, cốt pha đầy đủ. Đấy, đèn xi nhan cũng là đèn LED luôn. Đấy. Xe này sử dụng là đèn full LED. Cả xi nhan trước, xi nhan sau đều là đèn LED, cái đèn hậu cũng là đèn LED luôn. Thì mặt đồng hồ cái mẫu xe coupe Lifan New 2022 này nó cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người thể nhìn đây là mặt đồng hồ điện tử, nó cũng giống như là các mẫu xe phân khối lớn luôn ấy. Ở đây thì nó có hiển thị các thông số như là vận tốc này, công tơ mét, cũng như các báo đèn của nó như là đèn xi nhan này, hay là đèn pha cốt. Đây, đèn pha cốt. Đây, hiển thị đèn pha cốt. Và một điều đặc biệt ấy là cái chiếc xe này nó sẽ hiển thị số luôn ở trên màn hình. Số 1, số 2, số 3, số 4. Nó không giống như những chiếc xe khác mẫu rẻ hơn là nó không hiển thị số. Nhưng mọi người vẫn biết là cái xe như kiểu là cái xe coupe hay xe Jim hay là xe Way nó không hiển thị số. Thì chiếc xe coupe 50 này nó hiển thị số luôn ở trên màn hình. Điều này sẽ giúp cho những cái bạn học sinh ấy mà mới đi xe thì sẽ dễ dàng trong cái việc di chuyển hơn. Khi mọi người có thể nhìn ở đây trên màn hình là biết là xe đang ở số nào. Thì với tất cả những cái trang bị cũng như thiết kế mới như thế thì chiếc xe này có mức giá có thể nói là cao nhất trong thị trường, với mức giá là 17.500.000. Đối với là đấy là giá trên là chưa bao gồm tiền phí đăng ký xe. Thì nếu mà mọi người đăng ký xe thì sẽ mất thêm khoảng độ 1 triệu nữa đối với những ai mà hộ khẩu ở Hà Nội. Ở bên dưới này thì VM đang bày các mẫu xe coupe theo kiểu thiết kế kiểu truyền thống. Thế tức là đây là cái mẫu xe coupe Zolo có thiết kế nó giống như cái xe coupe hồi xưa. Mọi người có thể nhìn thấy đây, tất cả vẫn là đèn pha thì vẫn là đèn pha halogen dạng tròn. Đây, xi nhan, các xi nhan cũng là xi nhan đèn halogen thôi. Thế nhưng mọi người có thể nhìn thấy là tất cả cái thiết kế của nó đều là giống cái xe coupe hồi xưa. Tuy trang bị của nó có hơi sơ sài một chút thôi, nhưng mà xét về độ bền thì em đánh giá cái mẫu xe coupe Zolo này là bền nhất trong tất cả các mẫu xe coupe có trên thị trường, kể cả những cái mẫu xe mà có hiện đại. Nhưng mà chúng ta vẫn hay nói là hiện đại thì hãy điện. Thì nếu mà mọi người nào thích cái mẫu xe mà nó ăn chắc mặc bền thì có thể chọn mẫu coupe Zolo này. Thì với mẫu xe coupe Zolo này bên em đang bán với mức giá là 15.500.000. Nó sẽ rẻ hơn cái xe coupe Lifan ở trên là 2 triệu đồng. Thì bên cạnh đây bên em cũng có một cái mẫu xe khác cũng là xe coupe, nhưng mà nó là xe coupe 82 với cái đèn vuông, mọi người có thể nhận ra ngay đây là xe coupe 82. Thì đối với các bạn học sinh thì một số bạn cá tính thì cũng rất là thích cái mẫu xe này, bởi vì nó trông nó rất là khỏe khoắn và trông nó rất là cá tính và nam tính. Mẫu xe này thì bên em đang bán với mức giá là 14.200.000. Nó rẻ hơn cái mẫu xe coupe 81 này khoảng độ hơn 1 triệu. Tiếp theo thì ở bên dưới này em có một cái mẫu xe khác cũng của hãng Lifan, nhưng mà như mọi người có thể nhìn thấy ở đây nó là kiểu dáng truyền thống. Thì đấy, tất cả mọi thứ của nó thì vẫn là kiểu dáng truyền thống, như là đèn pha halogen này, bóng cũng là bóng halogen, tất cả cái thiết kế của nó giống như hiện như là cái xe truyền thống thôi. Thì mức giá của cái xe này nó cũng rẻ hơn một chút, giá của nó là 15 triệu. Tuy nhiên thì nếu mà để so sánh cái chất lượng của hai mẫu xe coupe Lifan này và coupe Zolo thì bên em vẫn khuyên mọi người là lấy xe coupe Zolo hơn ở một vài cái ưu điểm về cái động cơ của xe. Tiếp theo, ở bên dưới này thì bên em đang có mẫu xe Way 50cc đến từ thương hiệu Dalim IKD. Thì với mẫu xe Way này bên em đang có chương trình giảm giá từ 14.600.000 giảm giá 2 triệu đồng, chỉ còn là 12.500.000. Thì với các mẫu xe Way này bên em có rất là nhiều màu, thì cũng là xe Way cũng là một cái lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ. Thì các bạn rất thích cái mẫu xe Way thì bên em đang có ở đây là mẫu xe Way màu trắng, màu ghi, màu xanh và cũng như màu đen. Xe thì còn khá là nhiều màu nữa, nó có cả màu đỏ, màu nâu. Thì mọi người nếu mà mọi người thích xe Way thì có thể đến cửa hàng em xem và mua xe. Em sẽ có xe, mọi người muốn đi thử em cũng có xe đi thử cho mọi người đi thử luôn. Ở bên trong này thì em đang có cũng là một các mẫu xe Way của các xe coupe Lifan thôi, và coupe Hyosung. Đây thì còn các mẫu coupe này là coupe Hyosung. Thì là coupe Hyosung thì em đang bán là 13.500.000. Thì mẫu xe coupe Hyosung là một mẫu xe rẻ nhất ở tại cửa hàng. Ở bên này em đang có các mẫu xe của hãng Ali. Thì đây là mẫu xe coupe Ali
Ali 50 LE với mức giá bán là 15.500.000. Thì mẫu xe này nó khác biệt với các mẫu xe khác là gì? Đó chính là về thiết kế đầu xe. Thì thiết kế đầu xe này nó lồi hẳn ra ngoài như thế này. Nó cũng là sử dụng đèn pha LED 2 tầng, đèn xenon LED, màn hình cũng là màn hình điện tử. Và đặc biệt là cái vành của nó, đây mọi người có thể nhìn thấy vành của nó là vành 72 nan, nan dày trông rất là thẩm mỹ, trông rất là đẹp và khỏe khoắn. Đấy, mẫu xe này thì cũng được rất nhiều bạn yêu thích, nhưng bạn nào phải là cực kỳ cá tính ấy thì chọn mẫu xe này đi sẽ rất là hợp. Vừa rồi thì em đã cập nhật xong cho mọi người cái mức giá của các mẫu xe ga 50cc, xe coupe 50cc và xe máy Way có tại cửa hàng. Thì khi mọi người mua hàng tại cửa hàng thì sẽ được tặng những cái phần quà tặng như là dầu máy này, mũ bảo hiểm. Đối với xe coupe thì mọi người sẽ được tặng cái bộ bảo vệ inox, đây như thế này, bộ bảo vệ inox, cũng như là các chính sách bên em như là bảo hành tại nhà không cần đến cửa hàng, bảo dưỡng miễn phí định kỳ 3 tháng một lần không mất tiền. Mọi người sẽ được ưu đãi là trả góp 0 đồng và trả góp lãi suất 0% lãi suất thông qua thẻ tín dụng. Đối với khách hàng mà ngại không muốn đến cửa hàng ấy thì bên em cũng có cái chương trình đặt hàng online. Thì khi mọi người đặt hàng online thì sẽ được giảm ngay 700.000 và sẽ được vận chuyển tại nhà, thanh toán tại nhà và không mất tiền vận chuyển đối với khách hàng ở Hà Nội. Cuối cùng thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.